nhóng cho bóng đi đây. Vẫn đang Anh Tuấn. Rồi bên tụi mình. Ai đấy, ai đấy? Minh Tuấn. Cứ trúng cầu lan anh ạ. Đề nghị cầu động viên không quá khích nhá. Công Minh, Công Minh. Đúng rồi. Đấy, trúng cầu lan thôi. Bên đội thua đá đi. Nhà con đứng dậy đá đi. Ngồi cười nãy giờ. Ồ. Quả này. Hướng đồng hồ, hướng đồng hồ, hướng đồng hồ. Ba xếp, ba xếp. Hướng đồng hồ nhá. Đấy. Không không vào đập sang ngang đập ra. Ô nhà về bên bên em à? Rồi rồi rồi, ok. Chân Dung thanh niên vừa đá xong nhưng mà trượt. Anh ở đường thắng là anh sẽ thắng. Minh Hiếu à? Ồ, trên trái, trên trái. Không cần đổ người trước. Đúng rồi. Rồi, tốt, 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 tốt. Cứ trúng con lan nào ạ. Thắng rồi, người thắng mà. Còn anh ăn là không phải sút nữa này. Ôi trời ơi, răng đồng hồ. Thấp xuống con, trúng con lan rồi. Thành An. Thành An luyện tập một tuần qua. Đâu rồi em, ai dắt vào? Giờ vào. Giờ vào mới hòa. Nhưng mà nó có vào đâu. Vào mắt, ăn suốt đây trời rồi. Đồng hồ, đồng hồ. Đấy, vít ngay đồng hồ. Thua, thua, thua. Chân Dung thanh niên tập một tuần này. Công Minh, Trinh Lam Sơn lại tốt nha. Cứ trúng cồn lan. Rồi tốt rồi, ăn rồi, 1-0 nha. Rồi lượt mới, lượt mới, bên kia đá trước, bên kia đá trước. Lượt hai đội bên kia đá trước, anh Tân bắt anh Tân này. Lại Trinh Lam Sơn. Đấy, biết ngay là Trinh Lam Sơn. Úi giời, Trinh Lam Sơn. Đây là cầu thủ số 27, Trinh Lam Sơn học. Rồi, để con đá đi. Tốt nha. Anh Hiệp ơi, anh đứng góc anh Hiệp ơi. Rồi tiếp theo. Cột dọc sang ngang này. Hai bạn thấy đồng hồ bạn. Được. Tôi bảo là đồng hồ rồi mà. Anh nhìn đi từ Ivaraki lên đá có Ben lên trên đồng hồ. Anh là đá trước vào. Rồi anh đá đi. Ừ, đá trong vùng. Tốt nha. Cải tay đấy. Rồi ơi. Đóng cửa, đóng cửa. Chốt cửa lại nha. Thành An này, Thành An luyện tập một tuần. Chỉ cần trúng cầu lan thôi anh này. Luyện tập một tuần này.
Đó. Anh đặt lòng. Bên đấy không cho anh nhận đá à? Ui giời ôi. Anh ra ngoài đây nhỉ. Câu chuyện. Bắt từng người một luôn. Bên anh là vào hai người nhận chưa vào quả nào không? Bước vào tử tế. Đếm, đếm 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 6 này. Nhắm mắt luôn. Quả chưa? Lên trời. Rồi. Không phải ăn lớn nhỉ? Thắng 3. Thắng 3 quả này nhỉ? 13 luôn. Chưa, 13. 3 quả. Quả này bọn em mà xuất ra ngoài mới thua. Đá 2 set nhá. Quả này. Em mới cơ hội hòa cũng còn. Mặt vào. Còn tuyển thủ quốc gia không? Đây đến từ Vải Bắc Giang. Đúng rồi, lại đồng hồ. Được, được, tiếp thay thủ môn. Tốt nhỉ. Thua rồi. Chưa trận đấu Ben nào mà mới 7 phút đã hết 3 hiệp Ben. Chưa được đá. Được đá một quả. Rồi bắt đầu. Tốt nha. Ôi giời. Tuấn Úi giời hôm nay rồi bên kia thấy tươi cười thế nhỉ? Thành An phá từ trận đấu đến lọt sút Ben. Tội đồ. Tiền nước hôm nay An sẽ đóng một nửa này. Lại lên trời. Em đá không vào nhưng mà em mong người ta thương không? Sao thương? Thiếu nó run rồi này. Đấy. Ôi đi chứ không được. Gấp 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 gấp. Gấp. Đá này đá này. Cho anh này đá nước đi. Từ từ cho Hùng một suốt. Cho mày làm bài. Bắt đẩy tay ra em ơi, hạn chế dùng cơ quá quá không kịp chạy anh ạ. Bóng đi nhanh quá. Thằng này sút cũng không 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 không. Ok ok ok. Nhá nhá đâu. Tân. Toàn ơi là Toàn ơi, niềm tự hào của Bắc Giang. Vài Bắc Giang. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của nhóm. Để mọi người tắt thông báo nha. Tắt hết thông báo. Qua anh Hiệp tất thông báo lần này đến mọi người còn lại. Thì hơi một quả thì quả này ăn là ơi cầu thông tin. Nhưng mà không sao, đây là chuyên Lam Sơn thì vẫn lên trời lên núi thôi. Đấy. Chưa. Bay hơi chậm. Dạ, nó hòa thôi rồi. Bên kia còn gôn họ thấy đúng không? Đây 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 đây. Trích vào nhá. Công minh. Tốt nha. Thủ môn, gôn chút đi gôn ơi. Gôn xuống là hết này. Gôn à? 2-1 đấy. Con này vào với hòa còn không là thua. Vào đồng hồ ấy. Đúng rồi.
Gà gáy te le sang rồi. Ai ơi. 1-0. 1-0 lại 1-0. Còn 2 set nữa. Cố gắng đi em. Chắc sai của ai. Uống ăn. May là hôm nay là vịt nó bị chậm. Rồi tốt rồi. Rồi rồi ok. Tốt. Rồi anh đã nước luôn. Anh nước luôn. Các bạn xuất vào giường của bóng ấy nhá. Không cá đâu. Phi vào đâm vào. Anh bảo là thắng cái này. Thế thôi, đơn giản đi thôi. Quá đơn giản. Em phải quay sự chú ý sang đây cho anh. Những khuôn mặt thất thần của những thanh niên. Bên này ba đối diện nào Minh nào Song Minh này An này Song Minh Thành An. Đây là tội đồ và là cây hài nhân dân của mỗi tuần. Tội đôi 99 đến từ Thanh Hóa là Song Minh luôn mà. Trước ông đấy tinh luôn mà. An quả này mà bảo ra ngoài ấy thì đấy bừng luôn. Em tập một tuần. Ôi trời ơi, đây. Nụ cười, một nụ cười. Mình có tâm lý sợ. Đúng rồi, chị Lam Sơn là đây. Vâng, đậm chất đây. Đúng rồi. Sao lại khái đầu sao không bạn? Đấy. Năm nay là năm túi của chúng mình đấy. Năm nay túi mèo là túi hạn đấy bạn. Em đã theo yêu cầu. Minh Ibaraki. Hay lắm tên lê. Lấy đà thử thế nào. Tốt nha. Lên chứ. Hòa gì thua chứ hòa gì. Vừa vào là thua. Quả này nếu mà sút vào thì thắng. À hòa. Nhưng mà bên họ sút trước mà. À chà mình yêu. Được. Có này phải vào với đều. Không mình phải tạo cho hợp với chứ. Mình thắng 2-0 nữa thì kỳ quá. Bố mình em ơi. Còn bố mình em luôn rồi. Bố ra đi thắng cái này. Bố ba thắng không à? Bố chỉ 2k3 mà cái này. Đâu Tùng cũng không em đã sút đâu. Tùng cũng sút. Bên này sút Tùng. Thì còn Tùng với ấy rồi. Không. Ừ, sút Tùng với Tùng. Ờ. Con này cho mình đá 3 là 3 đúng không? Ừ, mình đã bật ra ngoài. À, chào chào. Lét thế nhỉ. Nét đấy, đánh cái vai. Tùng ơi, nhìn mặt tôi bạn nhỉ. Đang hòa đúng không? Tùng suốt là thắng không là hòa. Vào mới là hòa. Vào là hòa mà. Vào mới là hòa. Vào mới là hòa. Tính nhạc đá chưa? Anh đá rồi. Ai em đá bằng người. Đá này thì chín ra ngoài rồi. Tin em. Là đồng minh bỏ cái tay ra, đi ra lùi ra ngoài. Hey. Vẫn không thua. Hòa. Đá sắc ba. Đánh anh em. Đá đây, nhà con này. Tốt nhỉ, ui trời, góc đấy thì ai bắt được. Chiếc 3, chiếc 3. Mình Ibaraki. Tốt, ôi giời. Phải tự tin lên. Đúng rồi. Đờ, trúng côn. Trúng hồ niu tin trúng côn đã. Hết cỡ trúng côn là ăn. Đúng rồi, ôi giời ơi. Em đứng tập đường nào ấy? Đó, em bắt tập đường nào ấy?
Toản nó cũng xuất mạnh mà. Hai chân tay. Hai sẽ lên cái điểm theo. Hai chân tay. Lại là Trinh Lam Sơn, không biết hôm nay tôi nhắc tên bạn mấy lần nữa rồi. Mình à. Đúng rồi. Một phong cách của Minh ơi, cười đi Minh ơi. Bạn đừng gục đầu mặt tiếp bạn Minh ơi. Chứ bảo anh kia đó bảo. Bảo muộn lắm rồi anh ơi, vừa đói vừa khát rồi. Đúng rồi, tôi khoát số luôn. Kết thúc trận đấu chiến thắng dành cho chiếc nào, một chiếc đầu thắng chiếc hai hòa rồi chiếc này nữa chứ. Không một quả nào vào trúng khung thành. Vâng. Đây Thành An số 17. Thôi hết rồi. Chiến thắng nha. Vừa có bánh mì vừa có nước nha.